luôn mấy chế ơi. Cái em kem body lục tảo xô giòn này đang hot rần rần trên thị trường. Lướt tới đâu là phủ sóng xanh tới đó. Mẫu mã thì sang trọng, dẫn đầu xu hướng, thiết kế độc lạ quá trời luôn nè. Mà đặc biệt là trong chất kem có những hạt lục tảo li ti giúp dưỡng trắng và kích trắng siêu nhanh luôn nha. Những chế nào mà da tối màu, dùng kem hoài mà không trắng thì sở hữu ngay cái em kem body lục tảo này, đảm bảo siêu trắng luôn. Em kem body lục tảo trắng nhất, xịn nhất, thơm nhất, thấm nhất. Trời ơi, thích quá trời luôn nè. Bây giờ bôi kem lên da sẽ thấy là không bớt rít, không dính quần áo, không lộ vân kem, mát lạnh, không trôi trong nước và thấm sâu vào da. Make up tông tự nhiên, bật tông rõ lên. Trời ơi, thơm quá nè mấy chế ơi. Có một mùi hương thơm sang trọng và quyến rũ nữa, lưu hương trên da từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Những chế nào mà dùng em kem body này rồi, không cần dùng nước hoa luôn nha. Mẫu mã thì sang trọng, hũ siêu to khổng lồ, tới 250g mà chỉ 169.000. Đã quá là mấy chế ơi, mời lắm luôn rồi đó. Em kem body lục tảo